theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Đang nằm trong tay các thành viên đội Ifan 3, các bạn là Quang Revenge. Và ở đây Ifan 3, phía trước đó chính là Team Liquid, và như vậy thì cả Oz cũng đang đâm vào khung chào Ifan 3. Thôi xong rồi, Ifan 3 đang ở vị trí top 2, họ đang muốn vượt đuổi top 1, họ thấy sớm này sẽ không bao giờ là ổn đâu. Đóng cửa vào và bảo nhau đi. Nhưng mà Ifan 3 vẫn bị hạ gục bởi Oz, và như vậy thì sẽ không còn một chút hy vọng nào để Ifan 3 họ có thể mang về 50.000 đô la nữa đâu. Vừa nhắc đến cái tên Ifan 3 xong thì bây giờ họ gãy mất một cái cạch ba người. Lamscrack bây giờ là thành viên cuối cùng, nhưng làm sao để có thể mà kéo cho mình được số điểm để bằng với Four Remain đây. Như vậy thì họ muốn đi xuống khu vực nhà Doraemon của Clip rồi. Đây sẽ là một tình huống công nhà, nhưng Clip Headshot thành công đi được Lu. Vetapro mất đi vị trí của Lu, và bây giờ thì Clip cũng bị đổi mạng đối với Illusion. Spyro con vâng cho mình một mạng nữa. Mixi lên tiếng, và hai mạng của Vetapro nằm trong tay của Mixi. Vâng, Vetapro bây giờ thì chạy đi đâu đây? Spyro player cuối cùng, và đây là một tình huống 1v3. Và liệu Spyro có cứu lại được những người đồng đội của mình không đây, khi Vetapro vừa rồi Spyro cũng đã đi theo cả những người đồng đội mình rồi. Eurogen là thành viên cuối cùng, và đây là một tình huống 1v3 nha. Vừa cứu xong đã phải nằm xuống. Họ áp đặt lối chơi, và như các bạn có thể thấy rằng EJ nghe tiếng footstep đến từ vị trí của Forever rồi, và dường như anh chàng này không để một điều gì cả. Và đây những tiếng sinh tốt đến từ EJ, gót vì ngay sau đó cũng đã nhận lệnh sự thoát tường đến từ Afghanfix rồi. Và bây giờ thì Foreman họ đang có những bị tâm lý trước các đại diện đến từ Hàn Quốc. Như vậy thì Team Liquid mới là người confirm, và giờ thì góc đứng xoay của Xlu, Hansia đã ra đi rồi. Bây giờ thì Foreman họ cần điểm, nên họ cứ nốc được ai là họ đâm luôn thôi. Vâng, điểm tiếp theo dành cho các thành viên của Four Remain. Với ba thành viên còn lại, cơ hội vẫn còn đó. Đội hình của Africa Freaks cũng chỉ còn lại ba người thôi. Vâng, Lapscrew vẫn đang có cho mình một cái tâm lý tốt, và có người leo vào khu căn nhà này rồi nha. Vị trí của PNGM vẫn đang cố gắng cống hiến nốt những gì còn lại cuối cùng của mình. Đổi mạng của đó là Ivan Tree ngay sau đó, và Lapscrew ơi, người có mạng kia. Champ Phan Sơn dừng lại top thứ 14 rồi. Vừa rồi tôi thấy rằng là vị đúng, trí của Champ em trước. Rõ ràng là đẩy vào xây trước, nhưng mà Lockscrew không mất một máu nào cơ. Vâng, em bị đứng hình quả ấy khi mà BGM đẩy vào công trước, và rất chủ động đi từ BGM. Nhưng bây giờ thì tại sao một cách nào đó bằng khẩu AK của anh chàng Lockscrew đã gục được BGM, và như vậy thì Avicarvic Hikari player cuối cùng, và bây giờ thì chạy đi đâu đây? Nét sẽ được tiếp tục được nhồi vào khu vực này, và tiếp tục là nét rồi. EJ và những người đồng đội mình sống trong khói đạn rồi, và tiếp tục là nét được dã vào. Hikari vẫn có cứu được người đồng đội mình hay không đây? Thực sự là quá khó khăn với đội hình của thành viên bên phía team Africa Freak, và một cái top 13 trong game này khi mà có cả bàn tay của Daytrade cái mình nhúng vào, không có một gì che chắn được cả, và chỉ chờ đợi thôi. Bán thân cho đất, bán mặt cho trời rồi. Bây giờ thì Ivan Tree chỉ biết cầu nguyện tôi còn team Liquid đâu đó trên bản đồ. Thì Mixi và kỵ sĩ của EB giảm đã phải nằm xuống, đó là team Hot rồi. Liên tiếp là đại diện đến nước Bắc Mỹ lên tiếng trong game đéo này. Motorcycle của Gaming chính xác là vị trí của Linh Dũng đã phải nằm xuống bởi Rustama. Còn với bốn anh em bên phía team Foreman thì họ vẫn đang cố gắng chạy chay ở vực cánh đồng không mông quạnh. Team Foreman thành viên cuối cùng vẫn đang cố gắng sinh tồn bằng bó. Tiếp theo ông đã ao hỏi khỏi khu vực của hai team này rồi. Buddy đã nằm xuống. Attacker thì sau hơn đó, Sutu kill họ chỉ còn hai thành viên, nhưng Godmel bị đổi mạng. Đó là bộ đôi bên phía team Sutu kill, và như vậy Sutu kill dừng lại vị trí thứ 11 trong game này trước các thành viên bên phía team Buriam. Như vậy thì Four Remain cũng ra đi lên ở top 10, nhưng họ phần nào đã yên tâm. Vâng, hãy cùng xem nào. Bên phía Multicycle đang cam được lại vị trí của Nurin. Vị trí của mặt cũng đang là rất đau, và trong cái đó là Genji Loki cũng có được một mạng ở trong bo. Và như vậy thì Genji họ clear hoàn toàn đi bộ ba của bên phía team Global Esports Excel ở vị trí thứ 7. Với đây chết thì Nurin vẫn đang vòng tay Scola bánh đa sữa đầu nành, và Nurin có sống hay chết thì trả lời mau. Trước đó chúng ta có thể thấy rằng là Patka cũng đã có tình huống mà knock out được hai player. Và bây giờ thì Patka với chúng tôi là trước đó thì vị trí của Patka cũng đi hạ gục được đó vị trí của Tixo. Vâng, đội hình của Ez Patka thì chính xác là các thành viên bên phía Oz cũng đã có những đổi mạng với nhau rồi. 3v3 trong tiếng tiếp theo, liệu Oz họ có làm được hay không đây? Nét có cả Flat được trả vào vị trí của Norin. Chạy đi đâu đây, đây chuyện rồi, nhưng từ từ đã nào khi mà Genji xuất hiện và Pio có đến mạng của Rustama. Ôi thôi không xong rồi, Genji họ lại quyết định quay trở lại bắn trả với các thành viên bên phía team S. Và bây giờ thì đây chuyện game mình dường như họ đã có cho mình thêm những khoảng trống để di chuyển sâu cũng xếp luôn, bỏ Flash thôi. Làm sao để có thể cứu được nữa khi đây là cái vòng vây thứ 6 rồi. Tích dù đã có nhưng đẩy lên nha. Không biết là Nozin đã nghe được tiếng. Ui, như vậy thì Enz họ đã bị chặn trời lại ơi rồi. Nhưng mà đây chết bắn xuyên smoke thì vả, nếu em không nhớ không nhầm. Vâng, đây chết họ clear đội hình của bên phía team Enz ở vị trí top 5. Và bây giờ thì Genji, Genji nếu như clear được các team họ sẽ lên được top 4.
Vâng, và bây giờ trận đấu chúng ta cũng chỉ còn drop 4 team nữa thôi. Genji, Day Trade Gaming và thành viên cuối của mình phải chịu bối. Tôi xong rồi. Nét được ra rồi vực này, và như vậy thì Vanotica là người kết thúc cái chặng đường Infantry ở trong game thi đấu này. Với chúng ta chỉ còn drop 3 team thôi. Day Trade không có quá nhiều khoảng trống để di chuyển, và bây giờ thì Norin thành viên cuối cùng chạy đi đâu đây khi bị phỉ ca. Đó là đội hình có thể về phía team Genji ở 4 cup vào là cực kỳ nhiều. Infantry dừng lại luôn ở vị trí top 4. Vâng, bây giờ thì Genji này, Day Trade này, Oath thì chúng ta sẽ không bàn cãi quá nhiều nữa. Nhưng đây sẽ là hai cái tên vượt đuổi nhau ở vị trí top 4 đúng không? Chính xác, top 4 là top có tiền rồi. Và đại diện đến từ Hàn Quốc của chúng ta cũng rất cần tiền. Norin bây giờ cũng đang cố gắng sinh tồn thôi. Chỉ còn đó là 13 cái bàn đấy thì làm sao để cuốn kịp đây. Cuốn bằng mắt, cuốn bằng trời. Và góc đứng của Relo là góc đứng xa. Vị trí của Snaker đang outball và Snaker đang đẩy sang góc đứng của Pio. Vâng, Inunix bắt nhau. Relo bị knock out rồi. Và giờ thì Snaker rời bài với Pio. Không, đó là Loki. Thi đấu rất công hiến đến từ đội hình các thành viên bên phía team Oath. Và như vậy thì Genji chính thức họ vừa lên vị trí thứ 3 ở trong trận đấu cuối cùng. Và đây là cái top có tiền cho Genji nha. Hẳn là vị trí thứ 3 luôn.